Ở nhà nhá. À, ở nhà nhá. Bài đó cho khoai với chị đấy. Ở nhà đấy. Đây. Đi liền điểm xe cái ngọt con đây. Đi nhà đấy nhá. Đi nhà đấy không? Bà đi đón cho các cái chị đây. Đi nhá. Nope. Hả? Sao? Sao? Ừ. Đi nhà nhá. Đi nhà nhá. Ừ. Đi nhà đi. Sao? Đi nhà trong nhà cho bà nhá. Ừ. Sao? Hả? Nhà nhà trong nhà cho bà chứ. Bà rồi xuống tay với chị đấy. Hả? Ừ. Nha. Ở nhà, nhà, ở nhà. Ở nhà. Nha, nhà nhá. Ở nhà nhá. Ừ. À, ở nhà nhá. Bà rồi xuống tay với chị đấy. Ở nhà đấy. Đi ở nhà nhá. Sao? Tao đi ở nhà đi. Ừ? Sao? Đưa bà cho đi ở nhà phần sở nhá. Ờ, à, rồi, rồi, ok, ok. Để đi bảo chút. Bibi ở nhà mình là sợ. Hôm nay bố cho Bibi đón Suka với chị nha. Ok. Ngọc hai chị đấy. Đi đây. Ôi Bibi, chào Bi, chào Bi nhà nhé nhé. Nhìn nhìn. Ôi trời ơi Bi ơi. Bi trẻ ơi. Bi. Nhìn nhìn nhé. Ơ bơ. Chị 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 chị. Ủa, em tìm gì đó? Ui. Thế con nghe. Sẽ răng hả? Chịp này học thế nào con? À, viết bài về tập thể dục đấy. Lúc mà chị tập thể dục xuôi thời chị mà chị quay sang chỗ Suka rồi mà không nhìn. À đấy à, hai con biết thì gần biết gần nhau ấy. Gần nhau luôn à. Chị nhìn sau 4 lớp là thấy lớp ba ra. Thế mà chị đang cứ vẫy vẫy thế này rồi chị chẳng chịu nhìn cái nhìn bạn nào.
con bao nhiêu bạn hả chị? Con biết. Con không đếm à? Mỗi tổ tổ là rồi. Có 10 hoặc 12 hoặc 20. Một tổ mà ba. Hai con xuống đi. Rửa tay đi, hai con rửa tay đi. Đi rửa tay không? Nè, để Bi ba rửa cho. Đi nhiệt tăng. Đi rất thích của nước này. Nè, rửa đây. Đi về đây ngồi, đi về đây ngồi nào, đi ngồi đây nào, đi ngồi đây, ngồi đây, ngồi xuống, à, đi ngồi xuống đấy, ngồi xuống đấy, ngon là ngồi đấy, ừ, ngon nha. Wow, sao nó kêu tiếng hay quá bạn? Nó kêu tiếng hay, wow, ở sao bác không mua dưa hấu, không hạt đi bác? Không hạt á, không là bác mua đấy bác hòa tặng mà, nào, ngon ngồi đây, đi, đi ngồi đấy, đi, đi. Đi ăn hạt luôn được không vậy? Wow, hai cái hình tròn con ăn hình tròn để ở đây. Đi, về ghế ngồi. Wow, đặt ra ngửa cho con. Từ từ để ba cho Bi chứa khỏi Bi ngồi yên đã. Hai con này. Này quả chip này. Cái chín này. Ngọt cho ba. Nó hạt dưa hấu của sao mà. Sao? Lô tay. Mát ngọt. Quẩy nước. Ngon nhỉ? Mát nhỉ? Ngon ngọt mát nữa bạn. Ăn đi, ăn cái này đó, mai cho mình mới này. Ăn cái này đi. À, bỏ cái này đó. Ăn cái này ngon. Ngon. Để chiều ăn đi bé. Cầm đi đây má, cái này ăn không hoặc ăn. Đi cầm đi. Đi cầm á. Như vậy đó chị bảo ấy. Bi là con trai nhưng mà lại xong môi của dưa hấu. Thôi môi dưa hấu à. À, cầm lên không có hạt. Thế đây mình lấy mở ra. Lấy mình lên.
Miếng ăn này thôi nhá. Ừ. Hai con ăn hết chỗ rồi, rửa tay đi rồi nhá. Ăn đi ai chúc ăn. Chị bán rồi đi. À, chú cá bé em lại đâu kia đi. Em chơi đi nhá. Mai đồ ăn.